vào thắp hương đền chung xong rồi bắt đầu ra thăm khám phá thứ nữa đấy là khu du lịch ấy, nhưng mà không biết là có gì không. Hàng quán thác suối mỡ đây ra suối này. Để lên suối mỡ đây suối mỡ đây, suối này mùa hè lên tắm thau mát. Hôm nay đi trời nó lạnh lạnh nên là đấy thác suối mỡ. Hả? Ừ. Vắng người. Hả? Ê, hãy dậy đi, tắm đã. Mùa hè tắm đây tốt quá đi, mát. Đây này mùa hè ngồi đây là mát này. Nhưng mà đi để rác rưởi này vứt này, chai lọ. Ui đây này. Đấy, chỗ này đó, mùa hè tắm một pha hồ sướng này. Đây này mùa hè chúng ta tắm này sướng chưa? Đó, hồ mát. Đó. Đó, suối mỡ. Đó, đi lên trên này. Đâu? Ôi, suối dưới kia to rồi. Đấy, suối. Để đi leo tiếp.
Ui, chỗ này bãi này tắm thì đẹp quá này. Đây, chỗ tay nước này tắm đẹp quá nhỉ. Ôi, trên đây còn có cái gì nữa. Ui, xa lắm. Cứ đi đi. Đã đi rồi thì phải đi hết đi. Đấy, mát mẻ không, trong lành. Đây đền thượng đây này. Đâu? Trên đây. Ừ. Nhưng mình đi đường kia lên chứ mình sao lại lên được. Đây là sao được á? Ăn được đây không phải sang được em. Con đúng một việc cấm mua cho con mình hết. Đấy, chủ thuộc bé làm đi đi đi. Con đường này đâu, mùi chín ở đâu. Đây là đi đường vòng. Vọng ngắm trăng. Ừ, vọng ngắm trăng. Vọng nguyệt lâu. Thác thùm thùm chắc là nước nó đổ xuống thùm thùm. Gọi là thác thùm thùm. Vọng Nguyệt lâu. Thác trên cao nhất thì nó thường thường. Nhưng mà đáng là đường này cái đường ô tô vào đây mà đi bộ được thì đẹp hơn hả nhỉ? Đường này đường đi ô tô mà lên. Đây là đền thượng, lên đền thượng rồi. Đấy là ở đền trung rồi mình đi một vòng lên đền thượng. Đây là đền thượng đây. Đây là phủ phúc.